Xin chào mọi người đang xem kênh Sườn Sơn TV. Hôm nay mẹ của mình sẽ làm một món lẩu thịt bò kiểu Hàn Quốc cho mọi người xem nha. Rồi, thịt bò đầu tiên á, là mình sẽ cho một ít nước tương vô đây để mình ướp. Tiếp theo là một xíu tỏi băm, thêm một ít tiêu cho nồng nàn tình ta, và dầu mè nữa nha. Không thể thiếu đường để cho vị ngọt đôi môi. Rồi, bây giờ mình dùng bàn tay 5 ngón, em vẫn kêu xa, trộn đều các gia vị lên nè. Bây giờ đang là giờ chiều, xế chiều ở quán đó mọi người, cho nên là mình tạm đóng cửa để mà ăn cơm. Đây là cải thảo á mọi người, mình sẽ bỏ thịt bò lên cải thảo. Sau đó là một ít lá củ dền. Sau đó là rau ngò gí. Thêm một lớp thịt bò nữa. Thêm một lớp cải thảo. Và lại thịt bò. Lại lá củ dền. À, giống như là thịt trong ngàn lớp lá vậy đó. Wow, 그거네. 이분이 뭐 할지 모르겠다더니 뚝딱뚝딱 뭐가 나오네. Mình dùng tay nhận cho thịt nó dẻ xuống rau á mọi người. 원래 저 한 잔씩 까는 건데 그래. 이건 저렇게 하니까 더 고기가 많이 들어간다. Sau đó mình cắt tỉa một chút xíu cho nó đẹp. Đó, rồi mình cắt làm hai nữa nè. 고기 맛이야. Cái món này mà đưa cho mình làm chắc khoảng một tiếng mới xong ạ. Mình cho vào đây một ít bí ngòi, nấm kim châm, hành ba rô. Còn cái nước súp á, thì mọi người có thể nấu nước súp từ tảo khô và cá cơm, hoặc là nước súp từ xương hầm cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ rưới một ít nước dùng lên đây nữa nha. Mình sẽ bỏ vô đây thêm vài cục màng thầu nữa nha mọi người ơi. Ờ, đầy đủ luôn. Vừa có thịt bò, rau củ cải rồi màng thầu các kiểu nữa, ngon rồi mọi người ơi. Sao rồi, thịt bò mình vừa chín tới ăn mới ngon. Rồi bây giờ mời mọi người ăn với lại mẹ chồng và chị nhân viên nha. Đây là một số món ăn kèm: kim chi trong biển trộn, củ cải khô trộn, ớt ngâm tương và cái gì đó nữa đó. Nấm kho mọi người, nấm kim châm kho. Ngon quá. Cái món này tên là min peyu nabe mọi người. Có nghĩa là thịt trong ngàn lớp lá. Cái này là một món ăn của Pháp. Tiếng Pháp. Chưa ăn được. Chưa ăn được.
나도 만두 먹을래. 먹고 가. 너 먹어. 아니 안 먹어. 먹고 가. 네. 맛있다 만두. 해볼래. 만두하고 매김치. 하나 먹어. 하나 먹어. 응. Gái lớn của chị Mì Chin. Anh kiếm cho được mà. Nó ghiền TikTok lắm á mọi người. Anh à. Chính thức. Thật chăng? Tôi sẽ ăn thêm nữa. Bà chim mong. À, anh kim chi là kim chi là quá chất sơ. Đã xuất phát đi, kim chi là. À, hẹn chị đấy, tôi cũng sẽ ăn thêm nữa. Tôi sẽ ăn thêm nữa. Anh cứ thêm nữa. 오잖아요. 네? 오늘 마지막. 네, 다음 달. 첫수 오지? 갈때 내려왔지. 이번에는 별로 안 바꿀 것 같아. 다음 주도 가야 될 것 같아. 말로만 듣다 새 팀을 보는 거예요. 아, 안 하셨나 해리 씨. 아, 마이 quán của mẹ chồng mình khách tới đặt đông lắm mọi người, đợi bóng. 김치 만들면 탈 내고 와. 맞죠. 부산에서 뭐 해야 될 것 같은데. 저 만두 사다 먹어. 저 뭐 만두 진짜 맛있는 거네. 네. 만두. 내가 찍어줄까? 내가 찍어줄게. 같이 먹어라. 잘 찍어. 그럼 가만 있어. 근데 그건 뭐냐? 밀폐유나데. 그게 뭐야? 소고기 전골. 그게 뭐야? 아, nãy giờ giọng nói là của anh 1m8 á mọi người. Ông ngồi đây nè. Mà ông không chịu ăn. 통화. 핸드폰을 그만해. 너 씨 죽이는 거 같아. 놀고 왔냐? 얘는 다 놀았어? 아니. 안 갔어 오늘? 안 놀았어? 뭐 뭔데? 아. 뭐 했나? 하루 종일 집에 있었어? 핸드폰 꺼? 하루 종일 했겠구만. 꺼? 꺼. 너 빨리 데려다 줘. 어. 말해 말해. 만두 맛있나? 야간이 맛있나? 이것도 맛있는데 만두 먹으니까 만두도 만두 맛있죠 이거. 아, 나 거기서 고기 만두를 하나 주길래 먹었는데 맛있더라고. 아니 어떻게 빗길래 일 모양이 나야? 일 모양은 처음 본 것 같아. 아니죠, 이 모양이 나는데 찐 거지. 아. 쪄서 습기를 식은 습기 빨아 먹어가 좀 해서 이렇게 쪼그라든 거지. 왜? 가자. 가자. 어디 가자? 미술. 우리 학교 볼 생각할까? 예? 학교 볼 생각. 걱정되죠? 네. 그래도 가면 다 간다. 혼자 걸어 다녀야 되고, 혼자 학교도 아니, 갔다 아니, 왔다 아니. 해야 되니까. 알아, 저번에 얘기했는데 왜 자꾸 얘기해? 이러면서. 지성이한테 시켜 놨어요. 지성이가 두 명 데리고 갈 거예요. 한쪽은 신소유. 안 데리고 가. 먹어. 지금 맨날 내가 데려다 줬는데. 동생 안 데려다 주면 뭐. 다 컸다. 아, 배불러. 아, 3초 더 먹어가지고? 3초 더 먹어. 잘 드셨네. 고기는 어디서 나셨어요? 고기 내가 조금 그때는 조금 나눠놨어. 아. 불고기 부채를 때. 이거 더 줄까? 한 개 더 먹어. 네. 아, 혜림이가 먹방 해야 돼. 아, 잘 먹네. 내가 항상 만들어주고 혜림이 먹고 이래야 되겠다. 오늘 마지막 날이야, 초숙? 이거? 응. 초숙 회 못 먹잖아, 근데. 응? 회 못 먹잖아. 잘 먹어요, 이제. 잘 먹게 된 거예요? 아니면 잘 먹게 된 거네? 야채가 맛있지. 이 배추가 맛있는 것 같아요. 나물에 나니까 억수 달던데. 호흡? 아니 뭐야 그거는? 시금치감. 아니 케일. 케일. 아. 케일인데 이거는 피터 이 짜주 씨. 아. 이거는 케일. 이거는 고수. 아 맞네요 고수는. 고수 좀 더 맛있어. 혜주 씨 언제 왔는데? 어제 왔어요? 어제. 어제 갔다 말았어요. 아. 너무 피곤해가지고. 아, 회, 같이 가실 거예요? 회복 아침에 일어나서 손머리 국밥집 가서 국밥 한 그릇 먹고 회복을 갔다가 지장 한 바퀴 하고 찍고 나서 바로 갔거든요. 그때가 우리가 1월 1일 날 봤나요? 아,
아, 네, 어제 아니. 어제 봤나? 아, 어제 아, 어제 봤구나. 그래갖고 거기 밥 먹고 조금 앉아 또 바로 왔어요. 아, 다 같이 가서. 졸린다 보네. 졸리나 쳐서. 내 거 봐. 내 거 봐. 수학은 뭐? 해. 이거 진짜 아무 빈도도 너무 최한데. 아 사천이 확실히 춥네. 여기가 따뜻하다. 와 사천 바람 부는가. 사천이 춥다. 25명 왔는데 점심 때 음식은 80인분 준비했다고. 좀 가고 좀. 저녁에 반찬. 남은 어떻게요? 네? 남은 어떻게요? 남은 거 저녁에 쓰고 또 냉동실에 넣어놨다가 며칠 있다 또 그런 식으로 하고. 음식 무조건 푸짐하게 보여야 된다고 하니까 많이 하니까. 쓸데없는 짓 같아요. 근데 그래야 형님이 왔다고 생각을 해요, 그 엄마. 혼자 생각해. 네, 생각해. 최대 위기에 쳐서 사천에 손님이 없어. 왜? 응? 왜? 공사 다 끝났어. 국물 맛있네. 응. 늦간 rất là ngọt luôn mọi người. Ăn nãy giờ mới bắt biểu được câu. Ăn xong rồi đó mới khen nó canh ngọt. Bỏ ba cái màn thầu của anh 1.8 cho vô nữa. Cho nên ông nói có ổng làm mọi người rất là ngon luôn. Mà mình thấy giống mua quá vậy. Papa. Mọi người hãy xem như là nói đùa đi. Đã 드신 거예요? 밥을 좀 먹겠다. 뭐 드시지 않았는데. 왜 드시지 않는 건 좋아. Mẹ mình no rồi mọi người ơi. Còn chơi ăn có nhau. Hôm nay quay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của chị Sơn nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho chị ấy. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Này. Xin chào các cô. 아파트 확실히 헤이헤이 그리 생긴 때. 예. 그럼 아들 하나하고 딸들이야. 아침에 걸러 올랐더라고. 9시 반. 아 10시 반. 그래도 많이 아팠던데. 사기가 워낙 많아서. 벌써 저 괜찮네 볼까 볼까. 두부도 있고. 그 위에.